chào cả nhà đã trở lại với kênh Phương Mai Du Lịch và Cuộc Sống nha. Thì hôm nay theo chân Mai xuôi về miền Tây nha. Và nơi Mai đang đứng là một cái huyện của Cần Thơ nha cả nhà. Thì tuy là Cần Thơ là một cái tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam, nhưng mà nơi đây cũng khá là nhiều danh lam thắng cảnh, cũng như là rất là nhiều nơi để mà mình tham quan du lịch. Thì Cần Thơ ai cũng biết đến đó là một cái vùng Nam Bộ, mà vùng sông nước đúng không? Hôm nay Mai sẽ dẫn cả nhà đi tham quan một nơi này rất là đặc biệt nha. Đây là ngôi nhà Giác Vàng. Đó, lung linh óng ánh chưa cả nhà ơi? Bây giờ mời cả nhà vào bên trong tham quan cùng với Mai nha. Đứng đây là cũng háo hức lắm luôn rồi đó. Bây giờ mình phải đi liền nha, đi thôi. Để vào bên trong xem là bên trong có những gì nha cả nhà. Tại vì đứng ở mé ngoài đây thôi mà nó đã sáng lóng lánh, lấp la lấp lánh luôn rồi. Đi, rồi bây giờ mình vào bên trong. Rồi mời cả nhà vào bên trong nha. Vào thôi là long lanh nóng ánh luôn nè cả nhà ơi. Đồ vật rất là nhiều luôn nha. Đây. Đó. Đi vào bên trong. Đây là có cả một cái ghế nè cả nhà. Trời ơi. Đó, đây là lên đây là ngồi luôn nha. Nguyên giống như là một cái ngai vàng vậy đó. Trời ơi, quá chùm luôn cả nhà ơi. Trời ơi, thiết kế rất là đẹp nha. Thiết kế kiểu này giống như là của châu Âu gì. Rất là đẹp. Tất cả đây là đi đường lên lầu. Ở đây thì có rất là nhiều đồ vật. Quan trọng là đây nguyên một chiếc xe. Nguyên một chiếc xe bằng gỗ nè. Này là cho phép ngồi lên luôn á cả nhà. Đó. Đẹp chưa? Rồi, bây giờ theo chân Mai lên trên nữa nha. Vào bên trong nè cả nhà. Ở đây là có cho thuê trang phục vua chúa ở cả nhà, để mà mình mặc đồ vô, để mà mình ngồi lên những chiếc ghế này nè, mình chụp hình quay phim các kiểu á, là vào đây mình có cho thuê luôn nha. Đó cả nhà ơi, đây là một cái gian bếp nè, tất cả nồi niêu son chảo tất cả là được mạ vàng hết đó cả nhà, rất là nhiều luôn. Thì theo Mai được biết là ông chủ ở đây là một ông chủ về bất động sản, thì ông đi hơn 20 nước để mà gom góp và tích lũy những cái đồ vật cũng như là những cái loại gạch men như thế này nè cả nhà, để mà về mình làm nên cái nhà như thế này. Thì ngôi nhà này đã có 6 năm rồi nha, nhưng mà cho tham quan là 2 năm nay thôi nha cả nhà. Nhưng mà vừa nghỉ dịch qua đó thì bây giờ mới cho tham quan lại nha cả nhà. Đó, rất là nhiều luôn, tất cả đồ vật dụng trong nhà này là được mạ vàng hết đó cả nhà, thấy chưa, sáng long lanh lấp lánh luôn. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Trời ơi, đây. Trời ơi, tự nhiên hôm nay mình diện một cái bộ màu vàng để mà mình vào một cái ngôi nhà Giác Vàng. Xong mình thấy được một cái mẫn màu vàng. Cái này đổi làm sao ta? Vậy đúng không? Đó. Giống cô dâu của anh chưa? Bây giờ mình mời cả nhà lên lầu 1 nha. Ở đây thì theo Mai được biết là ngôi nhà này có 3 tầng lầu lận nha cả nhà. Nhưng mà tất cả những cái này nè là bằng mạ vàng nè. Nhưng mà cái cầu thang này là chỉ sơn thôi, sơn màu vàng thôi nha cả nhà, chứ không có mạ vàng nè. Trời ơi nè, đẹp ha. Đúng rồi, cái nón kéo về mình chụp ra thì thở dẫn cái nón như hồi nãy là đúng rồi. Đây, trên này thì cũng có rất là nhiều đồ luôn. Đây, nhà Giác Vàng Cần Thơ. Trời ơi, đây là nguyên một cái bức tranh này.
Thôi, cái chỗ này là thiết kế để chụp hình luôn nè. Thiết kế để chụp hình luôn nè. Đây, bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế. Rồi cái chỗ này nữa nè. Rồi, bây giờ mình vào bên đây ha. Đây. Rất là đẹp nha cả nhà. Đây là sưu tập những cái đồ vật này là cả nhà. Gươm kiếm đồ ha. Đây là cửu hoàng đao. Bên kia là tam kiếm song phủ. Đạo cụ để trang trí nha. Đây là cái ghế. Đây là cái xích đu vàng nè cả nhà ơi, trời ơi. Cái này là mình được phép ngồi đi chụp hình nha cả nhà. Cái này là mình được phép ngồi nha. Đó. Trời ơi. Lần đầu tiên trong đời được ngồi trên một cái chiếc xích đu bằng vàng nha mọi người. Trời ơi thiệt á. Vào đây ấy nha, một cái màu vàng của vàng thiệt nha cả nhà. Nó sáng nha mà nó chói chang cả mắt mình luôn á. Đây cả nhà ơi. Rất là nhiều đồ vật nha. Tất cả là mã vàng hết. Đây là phúc lộc thọ nè. Đây là phúc lộc thọ nè. Đây là con cá coi nè cả nhà. Đây là bộ xương cá coi nha. Và xuống đây, đây cái chiếc đèn dầu huyền thoại ngày xưa của miền quê đó cả nhà. Miền quê miền Tây mình ngày xưa là xài những chiếc đèn dầu như thế này nè. Đây là một cái ca ca Mỹ đó cả nhà. Đây là một cái ca Mỹ ngày xưa nè. Hiếm có nhà nào có lắm nha. Đây. Rất là nhiều luôn á cả nhà ơi. Đây là một cái, đây là cái cân nè. Đó. Rồi qua bên đây nè cả nhà ơi. Trời ơi, đây nè. Đây là một con muỗi. Đây là một con muỗi nha cả nhà. Nhưng mà theo Mai thấy là thiết kế là theo giống như là mấy cái đồ vật của mấy cái linh kiện của xe. Ốc tán rồi nè cả nhà. Nhưng mà đây là hình ảnh một con muỗi. Đây là hai con thiên nga nha. Trời ơi. Sắc sảo lắm cả nhà ơi. Ngoài những cái mà mình thấy mạ vàng là nó đã sáng long lanh lấp lánh rồi đúng không, mà nó còn được kêu bằng là bắt mắt. Những cái hình ảnh họa tiết là làm rất là tỉ mỉ luôn nha. Đây những như mà những chiếc ghế này, làm rất là tỉ mỉ luôn cả nhà. Đây là những cái đồ vật nè. Đây là được ông sưu tầm từ châu Âu châu Á đó nha. Đây. Đó. Đâu phải lúc nào cũng được ngồi trên cái ghế vàng đâu cả nhà. Đây, rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ mời cả nhà qua bên kia nha. Đó, quay sơ qua một cái đi cho cả nhà cùng thấy. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, thì cái tôi mê chỗ này ghê luôn á. Nè. Đẹp dã man luôn á cả nhà. Đây nè, ở trên tường đó là tất cả những loại gạch men này là những loại gạch men, toàn là những loại gạch men mà của nước ngoài nhưng mà rất là đắt tiền nha. Rất là nhiều mẫu luôn nè, là được sưu tập từ châu Âu với châu Á của mình luôn á, là những loại gạch men cao cấp. Những loại gạch men cao cấp nhất á cả nhà. Ừ, rất là đẹp. Đây. Bên đây là bên trên tầng 1 nè, là bên trái và bên phải, thì bên đây là bên bên trái của cái tầng 1 nè cả nhà. Có nguyên một cặp thiên nga to đùng. Trời ơi. À, cả nhà thấy cái mô hình này là mô hình gì không? Là người Covid nè, đây là cái ống tiêm nè, cái kim tiêm nè cả nhà. Trời ơi thiệt luôn á. Thiết kế hay thiệt á. Trời ơi có nguyên cái ống cây kim nè, tiêm ngừa vaccine nè cả nhà. Trời ơi. Đây. Bàn ghế. Đó. Đây là một cái bộ bàn ghế. Cái này là giống như là trống đồng nè cả nhà.
Trời ơi, mạ vàng thiệt nha cả nhà. Mạ vàng thiệt luôn á. Vào đây là một cái ánh sáng của màu vàng nha, là nó chói chang luôn á cả nhà ơi. Đây, rất là nhiều. Đây là đồng hồ quá lắc nè cả nhà. Đó, rồi nói chung là đồ ở đây sưu tập toàn là đồ cứ giữ không. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Nè, đây là một cái ghế nè. Đây là một cái bồn bình bông khổng lồ nè. Đây, cũng rất là nhiều sản phẩm được chế tác đây. Chế tác từ những cái phế liệu đó cả nhà, nhưng mà ra hình hài rất là đẹp luôn. Trời ơi nè, cái này là vi diệu nè, đẹp nè. Có cả một cây súng luôn nè cả nhà thấy không? Đó, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, bên này nè, rất là nhiều vật dụng mà được chế tác từ những phế liệu nè. Đây là một cái bàn tính ngày xưa nè cả nhà. Đó, cái bàn tính ngày xưa, cái bàn tính này là cái bàn tính huyền thoại ngày xưa nè, các ông cụ ngày xưa là tính bằng cái bàn tính này nè. Đó, có cả một cái nón của mấy ông cụ ngày xưa đợi á, những ông cụ ngày xưa đợi nè. Nhiều lắm cả nhà ơi, đây là một cái cây súng mà, cây súng nhỏ cầm tay nè. Đó. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, còn bên này nữa nè cả nhà. Bên này là mạ bạc. Cái này là mạ vàng, còn cái này là bạc nè cả nhà. Đẹp chưa? Nhưng mà những cái họa tiết cái nhà rất là gọi là sao ta? Tỉ mỉ á. Rất là đẹp luôn, những cái họa tiết là rất là đẹp nhưng mà kiểu như là châu Âu á cả nhà. Đây là cái lầu 2 nha cả nhà. Hồi nãy là mình đi cái lầu 1, bây giờ lên đây là cái lầu 2. Tất cả nè, đây là được mạ vàng nhưng riêng cầu thang là chỉ sơn màu vàng thôi nè. Đây. Vào đây. Đây là Phật Thích Ca nè cả nhà. Đây là Phật, vị Phật Thích Ca ở trong một cái giống như là một cái gốc cây đó cả nhà. Đây, tất cả những đồ vật nè, con cóc nè, con trâu nè. Đây là một cái hình ảnh của cái cặp gà nè, mà cặp gà là một con gà trống và một con gà mái luôn nè cả nhà. Đây là cái ghế. Trời ơi, giống như một cái ngai vàng gì đó cả nhà. Trời ơi, mấy khi mà được ngồi lên cái ghế vàng ha cả nhà. Đã lắm cả nhà ơi. Ai mà tới đây á, mình tận mắt chứng kiến á, là nó sẽ thấy, nó sẽ bắt mắt mà nó sẽ lung linh hơn nha cả nhà. Trời ơi, đã lắm cả nhà. Nè, mày thấy nè, người ta nè, người ta đưa cái mặt qua bên đây, người ta chụp hình rất là nhiều nè. Để mình cũng thử nha. Mình cũng thử nha. Xong rồi. Mình cũng thử thôi cả nhà. Thấy mọi người chụp hình đưa qua bên này rất là nhiều luôn. Đó. Xin vía. Rồi, đây là một cây đao. Cây đao rất là to. Trời ơi, đẹp lắm cả nhà ơi. Đẹp lắm cả nhà ơi. Nè, đây là những loại gạch men nè cả nhà. Gạch men nè, nhưng mà những loại gạch men này là những loại gạch men cao cấp. Nói chung là hiếm có ở đâu mà có đó cả nhà. Ở đây là ông chủ đã đi sưu tầm trên 20 nước nha, mới được tất cả những loại gạch men ở đây như thế này. Đây là ngôi nhà của một ông chủ bất động sản ở Cần Thơ nha cả nhà. Trời ơi, đẹp quá. Phật, đây là Phật nha cả nhà. Đây là sư tử. Wow, đây rất đẹp luôn. Thấy lung linh một màu vàng.
Anh đi đâu em về đi. Chói ống anh. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia. Nếu mà cái màu vàng là nó nhìn nó sẽ khác nè, còn là được màu vàng là nó sẽ khác nè. Mình nhìn gần đó là mình sẽ phân biệt được. Đây là nguyên một cái ghế. Này là đúng ăn khế trả vàng luôn nè. Còn lâm trận viên đang... Dạ. Đây là vào một căn phòng. Choáng ngợp với màu vàng nha. Rất là nhiều luôn. Thì ở đây là có một trệt và hai tầng lầu. Thì Mai được biết là tất cả là không có phòng ở nha cả nhà. Đây là để tất cả hai lầu với một trệt là để trưng bày hiện vật, trưng bày sản phẩm này nè, trưng bày những cái đồ vật này nè, để cho mình tham quan du lịch thôi, chứ không có ở đây nha cả nhà. Đây là một địa điểm du lịch mới và đang nổi đình nổi đám ở trên mạng rất là nhiều nha. Và cũng có rất là nhiều người để mà từ phương xa đến đây để mà được tận mắt chứng kiến và chiêm ngưỡng những cái đồ vật. Và ở đây nè, thì hiện nay thì trên cộng đồng mạng là đang nổi đình nổi đám về cái địa điểm tham quan du lịch này nha. Trời ơi, đang rất là nổi đình nổi đám luôn nha cả nhà. Thì hôm nay Mai đã tới đây nha cả nhà. Rồi, cả nhà tham quan với Mai nè. Bước vào thôi là một cái màu vàng đã kêu là choáng ngợp luôn á cả nhà. Rất là sáng lóng lánh luôn nha. Nếu mà cả nhà được tận mắt chứng kiến là sẽ thấy được cái lấp lánh của cái vàng này nè. Cái vàng thiệt bình thường mình đeo là làm trang sức á, thì nó sẽ cho người ta một cái cảm giác rất là thích thú khi mà mình mua được một cái món vàng, đúng không? Thì đây là cả một ngôi nhà mà được trang trí tất cả mọi thứ bằng vàng hết. Thì cả nhà tưởng tượng xem là nó sẽ lôi cuốn như thế nào nha. Nên là cái địa điểm này là đang rất là nổi đình nổi đám luôn, là giới trẻ rồi. Nhiều người, Mai thấy là nhiều người lớn tuổi cũng đến đây để mà chụp hình, để có những cái bức ảnh. Đây, có những cái bức ảnh về những cái đồ vật mạ vàng như thế này nè. Tất cả bàn ghế rồi đồ vật đồ làm được mạ vàng thiệt hết nha cả nhà. Vàng thiệt nha cả nhà. Trời ơi, vàng thiệt đó nha cả nhà. Đây, một cái màu vàng thiệt nha. Cả nhà mình biết rồi là cái màu vàng thiệt á, là nó sáng lấp lánh dữ lắm luôn. Thì đây là được mạ bằng vàng thiệt nha. Mai nhắc lại là vàng thiệt. Nên nó là khi mà mình bước vào nè, với một cái ánh đèn này cả nhà thấy không? Với một cái ánh đèn xuống nè, rất là sáng luôn nha. Trời ơi, nó sáng mà nó chiếu lấp lánh luôn á cả nhà. Đẹp lắm. Rồi, đây tham quan hết cái căn phòng này đi ha. Được trang trí rất là đẹp luôn. Kiểu như là cái này là giống như là cái chỗ mà kiểu như mà cho vua ngồi á cả nhà. Đó, giống như để mình ngồi mình chụp hình check in nè. Rất là đẹp nha. Thì nói chung là bằng vàng nhưng mà mình cũng nhẹ nhàng thôi nha. Rồi, đây thì cũng có những cái tấm tranh nè, cũng được mạ vàng, tất cả là được mạ vàng. Những cái đèn nè. Những cái này là làm kiểu giống như Ai Cập nè cả nhà, giống như là của châu Âu nè. Rất là đẹp ha. Họa tiết trên tường thì thôi khỏi nói luôn, còn những loại gạch men này thì cực kỳ cao cấp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Cửa sổ là làm, là đây là lần đầu tiên Mai thấy cái cửa sổ như thế này luôn. Cái cửa sổ rất là đẹp luôn, lần đầu tiên Mai thấy luôn cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà qua bên chỗ kế tiếp của cái lầu 2 này nha. Có chị này dễ thương nè, chị cười hoài luôn nè. Đây là nguyên một chùm nón lá. Nón lá này cũng có lớp mạ vàng ngoài nữa hả chị? Đúng rồi. Trời ơi, nón lá này là miền Tây ngày xưa là nón lá trắng là bình thường rồi đó. Bây giờ là thấy là nón lá mạ vàng nha mọi người. Rồi đây, nguyên một bộ sưu tập súng. Súng gỗ cả nhà, rất là đẹp luôn.
Đây là một cái căn phòng thứ hai của cái lầu 2 này cả nhà. Cái căn phòng này là đặc biệt hơn những cái căn phòng khác nha cả nhà. Đây là một cái căn phòng của vua bếp nha. Rồi bây giờ Mai sẽ làm vua bếp nha cả nhà. Đây. Có vua bếp nào mà mặc áo dài không ta? Thôi kệ, hôm nay làm vua bếp bữa nha cả nhà. Trời ơi. Có cả một cái nón luôn nha. Nó hơi lọt vô. Lọt úp luôn cái đầu nha. Xong rồi. Để mình gót đây, qua đây đi. Đây, bây giờ là vua bếp nấu ăn mà bây giờ mình là vua bếp mình nấu nước thôi nha cả nhà. Đó, chụp hình. Đó, đây là một cái chỗ để cho vua bếp nha cả nhà. Nói chung là mấy cái này á, thì để Mai sẽ chụp hình. Đó rồi. Và phòng này là đồ vật này là chủ yếu là đây là cái gian bếp của mình nè. Đây là đồ vật này là chủ yếu là cái gian bếp, có tất cả mọi thứ trong gian bếp luôn. Nồi niêu xoong chảo rồi giá rồi dĩa nướng nè, rồi cái ca nè. Phin cà phê nè mọi người. Dĩa, bếp ga, ấm nước. Nó tất cả có đầy đủ hết trơn luôn nha, trong gian bếp rồi có đầy đủ hết luôn. Đây là cái gian bếp của nhà giàu nha. Có đầy đủ mọi thứ hết trơn đó cả nhà ơi. Mà đây là một cái gian bếp á, là được mạ vàng nữa. Rất là độc đáo ha. Đây là một cái gian bếp độc đáo, Mai nghĩ là độc đáo nhất miền Tây á nha. Rồi. Rồi, đây là bên đây là cái ghế để cho vua bài nha cả nhà. Bên đây thì cũng có bốn con bài tượng trưng. Đó. Rồi bây giờ mình chia tay nơi này để mình đi tham quan một vòng nữa. Rồi cái mình sẽ đi qua một cái nơi khác. Đây là một cái tượng Long Quy nè, gỗ bằng nu kháo nè cả nhà. Đầu lân nhưng mà mình quy nè cả nhà. Đây là giống như là một vật tâm linh. Đây là Tam Thế Phật nha. Ba gì? Tam Thế Phật. Đây cả nhà chiêm ngưỡng những loại gạch men và rất là nhiều loại gạch men mà rất là nhiều màu luôn. Đây. Tất cả là đó được sưu tập từ châu Á đến châu Âu á cả nhà. Rất là nhiều luôn. Đây, bên này nữa nè. Bên này cũng có rất nhiều mẫu gạch men luôn nè. Nó toàn là những loại gạch men cao cấp thôi, từ nền cho tới vách tường luôn kia nha cả nhà. Gạch nền nè, cho cả nhà đi tham quan một vòng ở dưới nền mé bên ngoài nha. Rất là sáng mà gạch rất là đẹp luôn. Rồi đi thôi. Nó chạy viền màu vàng luôn nè. Cái này là kiểu như là gạch men mà kim tuyến sáng lắm á. Đây cũng là một loại gạch cũng rất là đẹp luôn ha. Đi về xuống thôi. Là mình trở lại một cái gian bếp lại lần thứ hai nha. Đây có rất là nhiều những loại gạch men, trở lại đây để chủ yếu là mình quay những cái loại gạch men này cho cả nhà xem nè. Đó, đây là những loại gạch men mà có kim tuyến luôn á cả nhà. Những loại gạch men này là những loại gạch men cao cấp nha, rất là nhiều loại luôn á. Đó là được sưu tầm từ là châu Á đến châu Âu luôn nha cả nhà. Đây là một cái gian bếp, là một cái gian bếp độc lạ và có Mai nghĩ là duy nhất ở Cần Thơ nha.
Đó, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài luôn ha. Nè, đây nè, bên dưới này cũng có một cái lồi gạch rất là đẹp luôn. Sáng lấp lánh, lấp lánh. Đây có một cả một cái cây tiền luôn. Đó, rất là nhiều tiểu cảnh để cho mình chụp hình luôn á. Đây là chụp cả ngày không hết luôn. Đây. Còn đây là một chiếc xe. Là gỗ này là nguyên khói nha, làm hình nguyên chiếc xe luôn cả nhà. Là cái cây này là hơn 200 tuổi nha. Đó, nguyên cây nguyên khói luôn. Đẹp ha. Đến với nhà giác vàng Cần Thơ, cả nhà có thể tận tay sờ và tận mắt nhìn ngắm những đồ vật từ quen đến lạ và từ châu Á đến châu Âu. Mai nghĩ đây sẽ là một địa điểm rất thú vị và mới lạ cho cả nhà khi lựa chọn địa điểm đi tham quan sắp tới đó nha. Đến đây thì cả nhà mình có thể hòa mình vào một màu vàng bạc ngàn và sáng chói của ngôi nhà để có một album hình ảnh mang về làm kỷ niệm. Thật là lung linh và sang chảnh đó, Mai nghĩ là không có nơi nào có được đâu. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của Mai. Hẹn cả nhà vào clip tiếp theo nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi và like khi xem clip nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà vào clip tiếp theo. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nha. Bye bye cả nhà.